tăng cân rõ rệt trước ngày cưới, song Mekio tiếp tục bị nghi ngờ đang mang thai con đầu lòng. Vóc dáng đầy đặn cùng vòng hai to hơn trước khiến cho dư mạng không khỏi đoán già đoán non về việc cặp đôi song song cưới chạy bầu. Chỉ còn 10 ngày nữa là đám cưới thế kỷ của cặp tiên đồng ngọc nữ, song Yongki và song Hye-kyo chính thức diễn ra. Mặc dù khá bận rộn với công việc chuẩn bị hôn lễ, thế nhưng nữ diễn viên họ Song vẫn chăm chỉ tham gia những dự án riêng của mình, không xuất hiện dày đặc tại các chương trình giải trí hay tham gia đóng phim như trước. Song Hye-kyo gần đây thường xuyên lên sóng với vai trò là người mẫu quảng cáo. Khác với những bộ hình trước đây mà Song Hye-kyo từng thực hiện, hình ảnh mới nhất của nữ diễn viên trong chiến dịch quảng bá của một nhãn hiệu cho thấy sự thay đổi rõ rệt trên cơ thể của mỹ nhân hàng đầu K-pop này. Dù vẫn giữ được nét duyên dáng xinh đẹp vốn có trên khuôn mặt, nhưng vóc dáng của Song Hye-kyo lại có phần đẩy đà hơn trước. Bà xã tương lai của Song Yongki vẫn vô cùng duyên dáng, nhưng thân hình lại bất ngờ tròn đầy hơn trước đây. Trước đó, người hâm mộ cũng bắt gặp cặp đôi song song cùng nhau xuất hiện tại Paris, Pháp để mua sắm và chuẩn bị cho lễ cưới của mình. Từ những hình ảnh đó, Song Hye-kyo đã bị cư dân mạng đồn đoán rằng cô nàng đang có bầu trước ngày lên xe hoa khi xuất hiện với vòng hai có phần tròn đầy hơn bình thường. Tuy vậy, ngay sau đó, công ty quản lý của nữ diễn viên cũng đã lên tiếng rằng không có chuyện Song Hye-kyo và Song Yongki ăn cơm trước kẽn. Công ty cũng đanh thép khẳng định nữ diễn viên họ Song không mang bầu như những tin đồn được đăng tải trên nhiều trang mạng xã hội trước đó. Phía nữ diễn viên cũng cho biết thêm hiện tại cả hai đều đang hoàn thành cho công tác cuối cùng cho đám cưới sắp diễn ra của mình. Những bà mẹ đơn thân xinh đẹp bản lĩnh của showbiz Việt. Xuân Lan, Hiền Thục, Phương Thanh là những bà mẹ đơn thân cực kỳ quyến rũ nhưng cũng đầy nghị lực của showbiz Việt. Xuân Lan, sau rất nhiều năm, siêu mẫu Xuân Lan mới hé lộ hai bí mật đời tư khiến khán giả bất ngờ khi xuất hiện trong chương trình Sau Ánh Hào Quang vừa qua. Tuổi mới lớn đã đứng trong ánh hào quang của các sàn diễn thời trang. Cô siêu mẫu cá tính có mối tình đầu với anh chàng ca sĩ điển trai. Bất chấp những lời đồn đoán, cô vẫn yêu say đắm anh chàng đó trong 7 năm trời. Tổng kết lại mối tình đầy nước mắt, anh và cô nắm tay được 2 lần, hôn má được 2 lần. Năm 2009, Xuân Lan lên xe hoa cùng phó đạo diễn Thành Nam, đám cưới của đôi trai tài gái sắc giữa một siêu mẫu đang nổi cùng phó đạo diễn gây nhiều chú ý thời điểm đó. Nhưng cuộc hôn nhân chóng tàn, bởi giữa cả hai không còn có sự hòa hợp và cảm thông. Ly hôn được 3 năm, Xuân Lan bước vào cuộc tình với người đàn ông mới và mang thai bé thỏ. Đó là một người đàn ông đã có gia đình và hôn nhân đang rạn nứt. Xuân Lan chia sẻ anh ấy có dự định là ngày đó, tháng đó sẽ ly hôn để có thể chịu trách nhiệm và chăm sóc cho bé thỏ. Thế nhưng sinh con được một tuần, Xuân Lan nhận được lời đề nghị chấm dứt mối quan hệ. Đến lúc muốn khoe hình con với mọi người, tin nhắn mà cô nhận được từ cha của đứa bé lại là: em có thể photoshop cho mắt nó xanh và tóc nó vàng được không? Để cho người ta nghĩ là con Lai chứ không phải con anh. Đó là một nhát dao giết chết niềm hy vọng và trách nhiệm của một người cha, Xuân Lan chia sẻ. Sau nhiều hụt hẫng và những hy vọng không có kết quả, Xuân Lan không còn cố gắng vun vén cho tình cảm cha con của bé thỏ. Theo người mẫu, hiện tại mẹ con cô đang có cuộc sống rất tốt. Xuân Lan hài lòng với những gì mình đang có, đặc biệt là cô con gái nhỏ. Bé là nguồn động lực tiếp thêm sức mạnh cho cô. Người mẫu Xuân Lan đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc bên cô con gái xinh đẹp, ngoan ngoãn. Người đẹp luôn dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho con gái. Hiền Thục, trong những năm qua, khán giả thấy ca sĩ Hiền Thục miệt mài lao động nghệ thuật và một mình nuôi con gái nhỏ. Nhiều người khâm phục bởi qua những nỗi đau về tinh thần, cô vẫn gượng dậy, làm việc và có một sự nghiệp khiến nhiều người rất nể. Hiền Thục cũng gần chia sẻ rằng, khi mới mang bầu con gái, gia đình cô gặp nhiều khó khăn. Bố bị ốm, hai chị em cô cùng mang bầu con nhỏ, kinh tế gia đình không có. Vì thế cô cũng có lúc từng hoang mang và không biết nuôi con và lo cho gia đình như thế nào. Tuy là mẹ đơn thân nhưng con gái gia bảo được cô lo lắng nên bé cảm thấy khá đầy đủ. Sau 15 năm vừa làm bố vừa làm mẹ, nhìn thấy con khôn lớn từng ngày khiến nữ ca sĩ rất hạnh phúc. Hiền Thục tâm sự, cô luôn coi con gái là một người bạn chứ không áp đặt con gái. Những lúc rảnh rỗi hai mẹ con cùng nhau đi chơi, đi mua sắm, cô không bao giờ cho gia bảo cái cảm giác mẹ mình là một người nổi tiếng. Phương Thanh, năm 2005, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, ca sĩ Phương Thanh bất ngờ sinh em bé. Con gái của Phương Thanh theo họ mẹ là Bùi Hà Nghi Phương, có tên gọi thân thiết là bé gà.
Trong suốt một thời gian dài, nữ ca sĩ giấu kín hình ảnh con gái trước người hâm mộ. Chị không muốn những thị phi của giới showbiz ảnh hưởng đến sự phát triển của bé gà. Sau một thời gian dài giấu kín, chị Chanh đã quyết định công khai hình ảnh của con gái trước fan hâm mộ. Bé gà cao lớn, phỏng phao như thiếu nữ khiến nhiều người ngạc nhiên. Phương Thanh từng tiết lộ rằng bé gà vẫn nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ. Hồng Quế, nhắc tới chân dài Hồng Quế, người ta nghĩ ngay đến hình ảnh một siêu mẫu xinh đẹp, đình đám và đời tư không kém phần ồn ào. Ngày 12 tháng 10 năm ngoái, chính là cột mốc đánh dấu cuộc đời Hồng Quế bước sang một chặng đường mới. Đó là niềm vui chào đón con gái đầu lòng khi ở tuổi 22 của người đẹp. Suốt thời gian qua, Hồng Quế một mình nuôi dưỡng bé Jerry, Lạc Nhiên, dũng cảm làm mẹ đơn thân. May mắn của cô là có bố mẹ ruột bên cạnh và được hỗ trợ rất nhiều trong việc chăm sóc nàng công chúa nhỏ. Bà mẹ một con cũng tâm sự bé Jerry và bố mẹ ruột là những gì quan trọng nhất trong cuộc sống hiện tại của mình. Cô đã từ bỏ cả ánh hào quang đang sáng loáng trước đây để trở thành một bà mẹ bỉm sữa. Cô chia sẻ, con như báu vật, như cuộc sống mới của mẹ vậy. Mỗi người có cách yêu con khác nhau, nhưng bà mẹ nào cũng mong con mình trưởng thành và lớn lên trong sự hạnh phúc và đầy đủ. Mẹ cũng có một cuộc sống như vậy. Mẹ sẽ vừa làm bố, làm mẹ, làm chị gái và làm bạn của con. Hãy tin ở mẹ, một người đã, đang và luôn hy sinh cho con. Mẹ yêu con nhiều lắm, kim cương của mẹ ạ. Con là tài sản lớn nhất mẹ có. Vân Hugo. Vân Hugo lên xe hoa năm 2008. Khi vừa tròn 23 tuổi, kết hôn không lâu, Vân Hugo đón đứa con trai đầu lòng đáng yêu, kháu khỉnh. Nhưng khi mọi người còn chưa hết ngưỡng mộ tổ ấp hạnh phúc của nữ MC xinh đẹp, thì vợ chồng cô lại quyết định chia tay. Vân Hugo là một bà mẹ đơn thân bản lĩnh. Điều đó không chỉ chứng tỏ qua cách đối mặt với khó khăn, thử thách, mà còn ở tinh thần của cô đối với công việc. Nữ MC miệt mài dẫn chương trình, đóng phim, ngoài ra còn kinh doanh để xây dựng một cuộc sống tự lập, không dựa dẫm vào ai. Và quan trọng hơn, để con trai có tương lai và chỗ dựa tốt nhất sau này. Dù bận rộn với công việc, thường xuyên phải đi công tác xa và không có thời gian bên cạnh con, Vân Hugo luôn nói với con rằng tất cả những điều mẹ làm đều là vì tương lai của con. Hé lộ trang phục phần đi múa của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh ở Miss World 2017. Bộ trang phục này cũng là một thông điệp mà Mỹ Linh muốn gửi gắm mang tới cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2017. Ngày 19 tháng 10 vừa qua, Đỗ Mỹ Linh đáp chuyến bay đến Trung Quốc để tham gia đấu trường nhan sắc Miss World trong sự chào đón của bạn bè nơi đây. Đại diện Việt Nam là một trong những thí sinh đến sớm nhất, nên cô có thời gian nghỉ ngơi trọn một ngày, tái tạo năng lượng sau chuỗi hoạt động không ngừng nghỉ ở Việt Nam trước khi bắt đầu cho hành trình chính thức Miss World 2017. Theo thông tin từ ban tổ chức Miss World thì hôm nay ngày 21 tháng 10, các thí sinh sẽ mở đầu với phần thi phụ Traditional Dance nhằm chọn ra điệu nhảy dân tộc đẹp nhất để trình diễn tiết mục mở màn Dance of the World trong đêm chung kết Miss World. Để chuẩn bị cho phần thi Dance of the World tại Miss World 2017, ngoài điệu múa truyền thống được hướng dẫn bởi biên đạo Huỳnh Mến và Raymond Huynh, Mỹ Linh còn được chăm chút cho trang phục múa. Lần này, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy đã giúp Mỹ Linh thực hiện hóa ý tưởng là bộ áo tứ thân lấy cảm hứng từ hình ảnh hoa sen Việt Nam, biểu tượng đóa sen mạnh mẽ vươn lên từ bùn giống như hình ảnh con người Việt Nam luôn vươn lên để một ngày sắc hương rạng rỡ. Áo tứ thân là bộ trang phục truyền thống của người Việt Nam, còn hoa sen vốn được xem là quốc hoa của Việt Nam, tượng trưng cho sự thanh cao thuần khiết. Bộ trang phục có thân váy xòe, phía dưới màu nâu tượng trưng cho bùn, là chất liệu mộc mạc, chân chất của làng quê Việt Nam. Bùn cũng như là đất mẹ chất chiêu phù sa, nuôi dưỡng tâm hồn cho bao người con đất Việt. Phần tà áo và tay áo được cắt xẻ tinh tế, những dải lụa được in bằng kỹ thuật phối loang màu, tạo sự mềm mại, màu xanh của lá, của nước hòa quyện, bao bọc ôm lấy phần yếm màu vàng, tượng trưng cho nhụy sen đài cát. Điểm nhấn tua rua ở phần ngực và cổ tay được đính kết tỉ mỉ bằng hạt cườm. Dải tựa như những nhị sen sẽ đong đưa theo từng động tác múa uyển chuyển của Mỹ Linh như đóa sen khẽ chào nghiêng trước gió. Đi kèm với trang phục là chiếc nón quai thao có biểu tượng hoa sen, đóa sen nở ở trên đầu như một lời chúc tốt lành mà nhà thiết kế Ngô Nhật Huy gửi gắm đến Mỹ Linh khi tham gia đấu trường quốc tế, và trên hết là sự tôn vinh một biểu tượng thanh cao, bình dị mà mạnh mẽ đến vô cùng của dân tộc Việt Nam.
Khéo léo đưa trang phục tứ thân kết hợp với nón quai thao có biểu tượng hoa sen mang đậm hồn Việt đến với cuộc thi Miss World 2017. Đỗ Mỹ Linh vừa muốn giới thiệu bản sắc dân tộc đến với bạn bè quốc tế, vừa thể hiện sự tự hào, một trang phục mà nhìn vào đó bất cứ người Việt Nam nào cũng thấy một thoáng quê hương lẫn trong thương nhớ. Huỳnh Lập bỏ ý định nhái Mỹ Tâm trong bản hit triệu view. Huỳnh Lập từng có ý định nhái Mỹ Tâm trong MV Đừng Hỏi Em, nhưng cuối cùng kế hoạch này đã không thực hiện như ý muốn. Cách đây không lâu, khán giả đã có dịp cười ngất khi xem Huỳnh Lập thực hiện MV parody Em Gái Mưa, được thực hiện và nhái lại từ bản gốc của Hương Tràm, với kịch bản vui nhộn và có nhiều chi tiết được biến đấu bất ngờ. Do đó, khi MV mới của Mỹ Tâm vừa ra mắt và nhanh chóng đi sốt nhờ chuyện tình xúc động của thầy giáo Mưa và cô giáo Tâm trên mạng xã hội, không ít khán giả đã gợi ý Huỳnh Lập nên thực hiện tiếp parody của MV này. Họ kỳ vọng anh sẽ nhái lại Mỹ Tâm bằng một phiên bản hài hước, cùng một cái kết lạ hơn, hạnh phúc hơn cho ca khúc Đừng Hỏi Em. Khi gặp nam diễn viên tại một sự kiện ngày 20 tháng 10, nam diễn viên cho hay, sau khi phiên bản parody của Em Gái Mưa nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả, anh từng có ý định nhái lại Mỹ Tâm trong MV Đừng Hỏi Em, đang gây bão mạng xã hội. Tuy nhiên, việc thực hiện MV Đừng Hỏi Em có phần khó khăn hơn, bởi Em Gái Mưa chỉ là câu chuyện đơn giản về tình yêu và tuổi học trò, trong khi MV của Mỹ Tâm lại mang yếu tố lịch sử, kể về chuyện tình thời chiến. Nếu nhai lại theo phong cách hài hước sẽ gây tranh cãi và vướng vào nhiều yếu tố nhạy cảm. Do đó, tôi đã từ bỏ ý định thực hiện bản parody của ca khúc này, Huỳnh Lập chia sẻ. Dù vậy, nam diễn viên vẫn cho rằng bản hit của Họa Mi Tóc Nâu vẫn đủ sức thu hút và đang trở thành ca khúc triệu view hot nhất hiện nay. Trước đó, nhiều khán giả còn chế lại lời bài hát thành phiên bản tả thực, thu hút hàng trăm lượt ngược xem, chia sẻ trên mạng xã hội. Theo đó, từng cử chỉ hành động của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đều được miêu tả cụ thể qua lời hát. Phần ca từ da diết tình cảm của bản gốc cũng được biến tấu thành câu hát Chị Mỹ Tâm xào rau, chị Mỹ Tâm chạy đi, chị Mỹ Tâm té rồi, khiến người xem bật cười thích thú.